Hello, xin chào anh em quay trở lại với channel của Phong DIY. Như vậy thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video chi tiết về vấn đề test cái áp lực bơm của bơm đôi và bơm đơn. Xem coi một cái bơm đơn và một cái bơm đôi có thể tải tối đa là bao nhiêu mét dây cho một cái cần phun nước sâu như thế này. Ở đây mình đang có một cái cần phun nước sâu dài 1m2. Thì mình sẽ làm một cái bài test để anh em có thể hình dung ra được rằng là với cái hệ thống của mình đang dùng, với nhu cầu của mình đang dùng thì mình nên chọn bơm đơn hay là bơm đôi thì nó hợp lý. Thực ra thì với giá cả của bơm đơn và bơm đôi thì nó cũng không có chênh lệch quá nhiều về giá, tại vì hiện tại mình công khai giá luôn, ví dụ bơm đơn hiện tại bên mình đang bán là 170.000, còn bơm đôi là 270.000 như mọi người đang thấy, thì nó không có chênh lệch quá nhiều về giá ha. Nhưng mà mình sẽ so sánh về một cái bài test chủ yếu là nói về áp lực để xem coi anh em thích bơm đơn hơn hay là thích bơm đôi hơn, và cái ưu điểm nhược điểm của bơm đôi và bơm đơn như thế nào. Thì xin mời anh em cùng theo dõi chi tiết video nhé. Và trước khi đi vào phần nội dung chi tiết của video thì anh em đừng quên bấm like và chia sẻ video này. Và những anh em nào yêu quý kênh của Phong DIY thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất từ channel của Phong DIY. Xin cảm ơn anh em. Rồi, em có thể thấy ở đây là cái điểm cuối của đoạn ống này, nó liền kề nhá. Em gấp đôi lại mỗi đoạn 50m nhá. Đây em sẽ đi quay cho anh em đầy đủ luôn. Tức là một đoạn ống là 100m, em gặp lại mỗi đoạn 50m nhá. Bây giờ em sẽ đi tới điểm đầu để cho anh em xem ha. Đây là một đoạn ống 100m. Em quay đầy đủ thôi, nhiều anh em lại bảo là em cắt ghép, nó không có chân thực ha. Quay rõ ràng cho em thấy luôn. Đây là điểm điểm cuối này anh em này. Điểm cuối đây em nhá, nó sẽ có nối với cái cần thúc sâu và nối với con bơm nhá. Em chống chân chống xe cho anh cái chương trình này. Rồi, ok. Đây. Đây có sẵn một chậu nước này. Và có cốc lọc, con bơm đôi, một cái bình ắc quy. Bây giờ em sẽ tiến hành khởi chạy con bơm và test thử cho anh em xem nha. Thì em sẽ nối thêm 40m nữa. Cuộn này sẽ là thêm 40m đấy em nha. Tức là nó rơi vào khoảng tầm 170 đến 180m đó. Mà ở đây là ống cuộn, em hiểu là ống cuộn thì áp lực của nó sẽ bị thiệt đi rất là nhiều nha. Nếu mà tính ra ống thẳng thì nó phải xấp xỉ 200m. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đấu bơm tiếp. Đấu bơm tiếp đi trực trên đời. Nãy giờ bơm là hết gần một số nước rồi anh em. Đấy, nó vẫn chảy ra này, xịt ra này. Để xem coi nó có đẩy ra được không nha. Hiện tại là khoảng chuẩn xác là khoảng 174m ống đây anh em. Nhưng mà ống xoắn. Đấy, nó vẫn ra bình thường anh em. Tiếng bơm vẫn nghe êm nha. Cho anh em nghe tiếng bơm này. Nghe vẫn êm ha. Đây, nước sương ra nè. Ok. Đưa ra nắng cho anh em xem cho nó dễ. Đây, em thấy sương chưa? Sương bay mịt mù cầu vồng chưa? Đây là tới xa luôn. Rồi, em sẽ tiến hành phun thêm... phụ lên tôn cho anh em dễ hình dung nhá. Để em chỉnh camera góc rộng cho anh em. Em sẽ chỉnh camera góc rộng cho anh em dễ quan sát này. Đấy. Em có thể thấy là chỉ trong 3 nốt nhạc thôi là em phun tưới ướt đẫm cái mái tôn này luôn. Cái tôn này thực ra ở cái camera gốc của nó phải rơi vào tầm 5m mái tôn đấy anh em. 5m chiều dài nha, chiều cao là khoảng độ tầm gần 3m rưỡi đó. Mà do cái camera gốc rộng này nó thu lại rất là nhỏ. Rồi, phun đây em xem.
giống như mình phun sơn luôn anh em. Em tưởng tượng nhưng nếu như đây là mình đang phun sơn thì quá là tuyệt vời luôn ha. Ok, ướt hết. Quá đẹp. Đây cho anh em xem nè. Quay sát lại cho em xem. Kín mắt thầy luôn em nha. Rất đẹp. Quá đẹp luôn. Thực sự thì khi test thì em cũng không ngờ là cái bơm này nó có thể tải xa và tải nhiều như vậy. Như vậy thì những anh em mà phun thuốc thì đang đeo bình này, đang phải đắn đo về cái vấn đề là làm sao để có một cái bơm cơ động, thì cũng đã có một câu trả lời rồi. Đây sẽ là một cái giải pháp cung cấp cho việc khi anh em mà muốn phun thuốc và di chuyển không có điện nha, xài an toàn. Bắt đi dừng trên đây. Đây gọi là bơm hết một xô nước rồi anh em đấy nha. Bơm hết một xô nước rồi. Đây là một cái bình ắc quy 12V, một con bơm đơn, một con bơm đôi nha, bơm đôi. Và trường hợp nếu phun xương thì anh em có thể dùng cái lọc này để nó tốt hơn. Còn nếu mà phun thuốc thì anh em cứ chơi lọc này là ok rồi nha. Còn trường hợp mà anh em không có bình ắc quy muốn xài điện lưới thì anh em có thể chọn cái giải pháp đó là dùng bộ chuyển đổi điện và hạ áp từ 220 AC xuống DC 12V 10A. Có đầy nguồn công suất sẽ là 120W. Như vậy nó sẽ đủ công suất để hoạt động cho con bơm đôi này. Nha, nguồn thì cũng khá là rẻ, chỉ 150k thôi là anh em sở hữu được một bộ nguồn rồi. Còn nếu anh em có bình ắc quy rồi thì không cần phải mua nguồn nữa. Tuy nhiên thì nếu như anh em mà sử dụng nhiều, với cường độ nhiều, phun liên tục thì bình ắc quy nó phải lớn nha. Còn nếu mình chỉ phun trong một khoảng thời gian ngắn thôi thì em nghĩ là bình ắc quy nó vẫn là tiện nhất và an toàn nhất. Bởi vì nó hoàn toàn là rất là an toàn, điện AC 12V nha. Hết bình thì mình lại sạc. Ok, như vậy thì hôm nay em sẽ làm, đầu tiên em sẽ làm trên bơm đôi trước nha. Tiếp theo thì em sẽ thử làm trên bơm đơn cho anh em xem. Sang phần 2 thì em sẽ test cho anh em xem con bơm đơn nha, xem con nó tải được, chạy được bao nhiêu mét ống thì nó sẽ ổn định. Ở đây thì em đã lắp bơm đơn vào rồi, cũng vẫn chạy một quả ắc quy đấy thôi. Vậy là nó chung điện áp. Ống thì em vẫn để nguyên như vậy nha anh em nha. 100m chạy dài ha, 100m chạy dài thẳng, đầu đi và đầu về. Và một quận bên này là 34m, một quận bên này là 40m, là tổng cộng là 174m chuẩn. Trong đó có ống thẳng và ống tròn. Và một cần phun thuốc sâu 1m2. Bây giờ em cắm điện vào đi hòa trường trên rồi. Rồi anh em thấy nó bắt đầu thấy hút nước rồi đó. Nước thì bắt đầu nó hút rồi. Rồi anh em nhìn ra cái đầu của cần phun nước sâu kìa. Nó ra tia nhưng mà có cảm giác là nó vẫn ra được. Nhưng mà nó còn hơi yếu hơn so với con. Chắc chắn là sẽ yếu hơn con bơm đôi rồi. Nhưng mà nó vẫn phun được anh em. Vẫn phun được nha. Nào. Vẫn phun được. Đó. Em thấy chưa? Nhưng mà ở cái mật độ là khoảng 174m cho một con bơm đơn và một cần phun nước sâu này thì để mà phun thì anh em vẫn có thể phun được nha. Nhưng mà để mà nói về nó xài cho nó hoàn hảo á, nó ổn định thì em nghĩ là ống nó ngắn hơn một chút. Đây. Mình vẫn phun được ướt nha. Nhưng để nó tỏa đều và nó hiệu quả thì mình nghĩ là anh em nên xài ở cái mật độ là nó ngắn hơn. Em tắt bơm đi trường trên đây. Bây giờ em sẽ thử trên cái vòi tưới đa năng này xem sao nha. 100m trên cái vòi tưới đa năng này xem coi nó như thế nào. Chứng chứng rồi. Em tháo cái bét kia ra, gắn vào ở cái cuối 100m kia kìa. Rồi em bật bơm đi. Ở đây em đang test bơm đơn.
và 100m dây trên cái đầu béc xịt đa năng này nha. Nước nóng luôn. Đó, thì ở 100m dây á thì nó sẽ ra được cái áp lực như thế này. Khi mà em để ở chế độ béc xòe. Đó, em có thể xem. Và ở đây là em để béc trụm lại nha. Đó, béc trụm lại. Thì nó phun như thế này đây. Rồi em để xem nó xa được bao nhiêu. Nó xa khoảng được 4 mét rưỡi anh em. Từ đây ra tới kia khoảng 4 mét rưỡi nha. Do cái góc quay của em là góc cam rộng nên anh em sẽ thấy nó ngắn, nhưng mà thực tế ra nó khoảng được 4 mét rưỡi đó. Nó chỉ được như vậy thôi khi mà chuyển sang cái chế độ béc như thế này. Còn nếu anh em muốn tưới cây thì chỉ tưới được như thế này thôi. Đó, em sẽ tưới thử cho anh em xem nha. Chỗ này nó ướt đẫm luôn rồi. Nó tưới đâu nó sẽ ướt đó. Ví dụ như chỗ này nó đang khô này, em sẽ tưới cho anh em xem này. Đây, trường hợp anh em nào muốn tưới cây kiểu như là tưới cây nhỏ nhỏ thôi thì anh em dùng con này để trợ lực bơm nhá. Nó tưới như thế này thì anh em tưới bonsai là ngon lành rồi nhá. 100m là quá ngọt lành rồi. Ok. Có anh em muốn nó mạnh hơn và xịn hơn thì anh em chơi khoảng độ tầm 50m chạy thẳng thôi là cái béc này nó sẽ đẹp hơn. Em tắt đi chừng kia rồi. Đó, tắt đi thì bơm nó sẽ hết. Như vậy thì hôm nay em sẽ là hoàn thành cái bài test áp lực của bơm đơn và bơm đôi để cho anh em có thể hình dung được nếu anh em sử dụng vào hệ thống tưới hoặc là anh em sử dụng vào hệ thống phun thuốc thì mình có thể sử dụng được bao nhiêu mét dây và cho một cái cần phun thuốc sâu ở hệ thống nó như thế nào. Thì ở đây em tính cho anh em là hệ thống cực kỳ tối giản luôn. Ví dụ như là trong vòng 100m đi, một con bơm đơn mới chỉ với giá là 170k thôi, và một bộ nguồn chuyển điện từ 220V xuống 12V để xài cho con bơm đơn 150 nữa thì chi phí nó mới chỉ hết khoảng nó tầm khoảng 320 kèm theo các cái phụ kiện phát sinh. Đó, giữa lọc 25.000 nữa là 350 đi, em tính cho anh em là 350 đúng không? Dây thì bên em sẽ có hai loại nha. Dây thì giới thiệu với em sẽ có hai loại. Dây này sẽ là dây đen. Dây đen thường anh em vẫn tưới được bình thường luôn. Dây này là chuyên dùng lắp hệ thống phun sương. Dây này nếu anh em mua 1 mét lẻ thì nó rơi vào tầm khoảng 5k 1 mét thôi. Còn nếu anh em mua một cuộn 100m thì là 400k thôi. Còn dây này, dây xanh này nè, thì anh em sẽ thấy là dây của nó là dây Yixun của Hàn Quốc nha. Chữ của Hàn Quốc và Made in Korea. Nhầm, Made in Korea ở đây. Ống 80mm, ống này sẽ là chống gập nha. Em thử kéo hai cái dây lại khi xem nó có gập không Trinh. Siết hai cái dây lại cho nó gập á. Làm cho nó gập. Kéo đi đó, thấy không? Em thấy không? Nó không có gập nha. Nó tự động nó quãi ra. Tại vì dây này khi anh em kéo đi phun thuốc xa thì mình cần cái hệ thống chống gập tốt hơn. Còn con này thì nó sẽ không chống gập mà nó chuyên thẳng thôi. Nếu anh em muốn kéo thì anh em phải lựa nha. Thì ống này nó đắt hơn. Nó đắt gần gấp đôi cơ. Ống này nếu anh em mua lẻ thì ống Hàn Quốc nha. Ống ở dưới xa Hàn Quốc 80mm. Thì nếu anh em mua hết cuộn thì giá của nó cũng chỉ khoảng 850 một cuộn thôi, là 100m nha. Nếu anh em mua lẻ thì là 9.000 nửa 1m. Thì đó anh em xem nhu cầu của bao nhiêu thì anh em mua lên thôi. Cái chi phí của nó cũng kiểu gì cũng rẻ hơn ống lớn hết. Trong vòng khoảng 100m là anh em có thể build được một hệ thống để phun thuốc khá là ok rồi. Mình có thể mang đi bất cứ đâu, mang đi ra đồng hoặc là mang đi đâu đó nha. Để một cái phi hoặc là 200 lít chẳng hạn, em bơm đầy nước pha thuốc xong rồi em có em phun thôi. Rồi có lẽ em xin phép kết thúc cái video giới thiệu sản phẩm ở đây. Có thông tin gì thắc mắc cần tư vấn em liên hệ trực tiếp hai số điện thoại ở đây. Bên em sẽ hỗ trợ tư vấn về kỹ thuật cho anh em. Đừng quên bấm like và chia sẻ video này nếu thấy hữu ích. Và nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất từ channel của Phong DIY. Một kênh có rất nhiều, cập nhật rất nhiều những cái sản phẩm mới cho anh em nha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em nha.